Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ ba, 9 tháng 3 2021. Bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay sẽ phát hình phần 6 phim tài liệu Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam qua cái nhìn của một nhà ngoại giao từ năm 1965 đến năm 1975. Sau đây Minh Thúy mời quý vị theo dõi đoạn 1 của phần 6 phim tài liệu qua đề tài phong trào phản chiến và ảnh hưởng đối với chính sách Việt Nam của Hoa Kỳ với cựu đại sứ Bùi Diễm. Chương trình nghiên cứu sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975, đề tài về phong trào phản chiến và ảnh hưởng của nó đối với chính sách Việt Nam của Hoa Kỳ. Chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh có sự ảnh hưởng tàn phá và khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại, trải dài hơn 20 năm với sự can thiệp của nhiều cá nhân, tổ chức và quốc gia trên nhiều phương diện khác nhau. Tổng số khí tài và vũ lực được dùng trong cuộc chiến còn nhiều hơn đại chiến thứ hai. Con số người chết, gồm có quân sĩ và thường dân, là từ 1 triệu cho đến 3 triệu 800 nghìn người. Và cho đến hôm nay thì vẫn còn để lại nhiều gợn sóng tiêu cực. Tuy nhiên, một trong những sự kiện gây tác động nhất đưa đến sự chấm dứt của cuộc chiến là phong trào phản chiến, đặc biệt là phong trào phản chiến ở Hoa Kỳ vào thập niên 60 và đầu thập niên 70. Có một số nguồn tin cho rằng sự hình thành của phong trào phản chiến ở chiến tranh Việt Nam tại Hoa Kỳ bắt đầu bởi các cuộc biểu tình nhỏ vào năm 1964 và lớn dần vào những năm 67 đến 71. Là một người Việt Nam đã đến thăm Hoa Kỳ vào năm 1964 với tư cách là một nhà báo, cũng như việc ông đã từng sống và làm việc ở Hoa Kỳ trong những năm quyết liệt nhất của cuộc chiến, thì chắc ông cũng đã từng chứng kiến rất nhiều sự kiện của phong trào chống chiến tranh. Vậy theo hiểu biết và kinh nghiệm của ông, xin ông cho biết nguồn gốc của phong trào phản chiến tranh Việt Nam bắt đầu từ khi nào, trong bối cảnh gì, và dựa trên những lập luận, quan điểm và ảnh hưởng nào? Cái câu hỏi đó đặt một vấn đề hết sức rộng lớn, là cái hiện tượng phong trào phản chiến bắt đầu từ đâu mà có, và đồng thời đã ảnh hưởng chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam tới mức nào. Dĩ nhiên là mình phải nói rằng cái chiến tranh Việt Nam và cái kết quả của chiến tranh Việt Nam và sự rút lui của quân đội Hoa Kỳ khỏi Việt Nam có rất nhiều yếu tố, chứ không phải là hoàn toàn chỉ là phong trào phản chiến, là do phong trào phản chiến mà xảy ra, mà có cái chuyện nước Mỹ thất bại ở Việt Nam. Nhưng mà mình phải nhìn nhận là cái phong trào phản chiến đó có một ảnh hưởng rất lớn đối với dư luận của người dân Hoa Kỳ và của dư luận ở trên thế giới nữa. Vì vậy mà nếu muốn hiểu những cái hậu quả của phong trào phản chiến ấy, thì chúng ta cũng nên cố gắng hiểu những cái nguyên nhân của cái phong trào phản chiến đó. Trước hết ấy, thì nếu mà nói đến những cái hiện tượng cụ thể mà nói đấy, thì phải nói ngay tới cái nguyên nhân tại sao ở Hoa Kỳ nảy sinh ra cái phong trào phản chiến. Chúng ta phải hiểu rằng trong cái trận chiến tranh Việt Nam, những người lính trong hàng ngũ quân đội Mỹ chiến đấu ở Việt Nam là những người mà người ta gọi là vào quân đội Mỹ với tính cách là những người bị quân đi quân dịch. Bây giờ ở vào thời mới này thì chúng ta được biết rằng thì là quân đội Mỹ gồm có những người mà tình nguyện mà đi vào
quân đội. Chứ cái thời đó, tức là cái thời có trận chiến tranh Việt Nam ấy, thì những người thanh niên trẻ tới tuổi phải vào quân đội. Và vì vậy cho nên quân đội của nước Mỹ sang tham chiến ở Việt Nam gồm rất nhiều người trẻ. Thì vì cái sự tham chiến của những người trẻ đó mà chúng ta thấy rằng có những người trong gia đình của họ ở Hoa Kỳ, hoặc là có chồng, hoặc là có bà mẹ, có con, thì những người mà có chồng mà đi lính ở trong cái quân đội Hoa Kỳ cũng là những người bà mẹ hoặc là ông bố có con phải đi quân dịch vào trong quân đội Hoa Kỳ. Cái điều đương nhiên của họ là họ lo cho cái người thân của họ đi vào cái trận chiến tranh thì có thể là chết chóc. Thì cái chuyện mà họ phản ứng tự nhiên đối với chiến tranh thì dĩ nhiên họ chống rồi. Thì cái đó một phần nào cũng phải nên để cho gọi là khi dư luận ở Việt Nam hiểu rõ hơn một chút. Bởi vì nhiều khi dư luận ở Việt Nam cứ cho một cách đơn giản, cứ hiểu một cách đơn giản là Mỹ đã gọi là tham chiến ở Việt Nam mà đã giúp Việt Nam thì việc gì mà lại phản đối chiến tranh làm gì. Thế nhưng mà những người Việt Nam cũng phải nên hiểu rằng bố mẹ có con ở trong quân đội Việt Nam hay là những bà vợ có chồng ở trong quân đội Việt Nam, những người đó cũng lo lắng cho số phận của con mình hay là của chồng mình. Và từ đó mà có những cái ý niệm không muốn cho những người thân của họ lâm vào cái cảnh mà có thể nguy hiểm trong trận chiến tranh. Thì đấy là một cái gọi là một cái lý do rất là đơn giản. Nhưng mà đi sâu vào cái vấn đề phản chiến đó, thì tôi phải nói thêm rằng thì là theo cái nhận định của tôi đó, mà tôi đi ở các nước ở trên thế giới nhiều, thì tôi thấy rằng thì là những cái năm mà gọi là 60 trở đi ấy, thì những cái người mà mới lớn lên vào cái giai đoạn đó mà người Mỹ người ta gọi là baby boom đó, mà người Pháp người ta gọi là generation of Santatita, tức là cái generation của những người năm 68. Thế thì cái thế hệ của những cái người thanh niên đó ấy, bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái sự xáo trộn trên tình hình thế giới. Và ngay trong xã hội của họ nó có những cái tư tưởng nổi lên là phải chống lại cái chính phủ đương thời. Thành ra đấy là một cái hiện tượng xã hội mà tôi đã nhận thấy không phải là riêng chỉ Hoa Kỳ mà ở rất nhiều nơi trong nước khác. Tỷ dụ như là nước Pháp và tỷ dụ như nước Đức mà tôi đã được biết. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục chương trình Bản tin Hoa Thình Đốn. Minh Thúy mời quý vị theo dõi đoạn 2 của phần 6. Phim tài liệu Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam qua cái nhìn của một nhà ngoại giao từ năm 1965 đến năm 1975 qua đề tài phong trào phản chiến và ảnh hưởng đối với chính sách Việt Nam của Hoa Kỳ với cựu đại sứ Bùi Diễm. Ở nước Pháp thì khi mà tôi đến dự cái cuộc hội đàm ở Bali chẳng hạn, tức là tháng 5 năm 1968, thì là có những cái cuộc biểu tình rầm rộ lên ở cái khu vực gọi là khu vực của những sinh viên người Pháp ở Paris, tức là cái khu vực Quartier Latin. Rồi thì là cái chính phủ của ông De Gaulle lúc bây giờ cũng bị lung lay, mà ông De Gaulle đã phải chạy sang cái miền biên giới Đức để mà nhìn lại những cái cuộc biểu tình của nước Pháp. Thành ra tôi có nói rằng thì là
Khi mà tôi đến dự cái cuộc gọi là để mà đi theo dõi cái cuộc hội đàm ở Ba Lê năm 1968, thì vào cái đúng lúc đó tôi có cảm tưởng như là ở nước Pháp đang có cuộc cách mạng nổi dậy. Thành thử ra nếu mà mình lập luận một cách có thể nói rằng thì là tương đối khách quan, thì mình phải nói rằng thì vào cái thời điểm có chiến tranh Việt Nam thì có những hiện tượng xã hội ở khắp mọi nơi trong những các nước, kể cả những nước tân tiến. Những hiện tượng xã hội đó là những hiện tượng của giới trẻ nổi lên chống bất kỳ cái gì từ chính phủ đưa tới. Thành thử ra cũng có nhiều người mà gọi là nói đùa, bảo rằng ra không có chiến tranh Việt Nam thì cũng vẫn có những cuộc biểu tình chống cái này hay chống cái khác. Thế nhưng mà tiện đây tôi cũng phải nói tiếp theo là chính vào cái thời điểm đó, cái thời điểm mà gọi là 60 đó, thì cái gọi là cái ảnh hưởng của cái phong trào cộng sản ở trên thế giới cũng lên nhiều lắm. Tôi đến nước Pháp, tôi gặp những cái người trong giới trí thức của nước Pháp, mà lúc bây giờ tôi nói đùa là những người trí thức của miền tả ngạn sông Sen. Sông Sen là cái sông chảy qua Paris, mà tôi gọi là danh intellectual de la rive gauche, tôi nói dùng tiếng Tây. Thì tôi gặp những cái người đó thì tôi thấy người ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái gọi là cái tư tưởng, nghĩa là về phía tả theo cái gọi là cái chiều hướng của Đảng Cộng sản. Nước Pháp lúc bây giờ có một Đảng Cộng sản rất lớn do cái ông Torres làm lãnh tụ của Đảng Cộng sản nước Pháp, mà nếu mà bảo rằng là cái số cử tri mà ủng hộ cái Đảng Cộng sản nước Pháp thì nó có thể lên tới hơn 20%. Bây giờ thì cái ảnh hưởng đó chỉ còn xuống có 4% thôi. Nhưng mà lúc bây giờ thì cái ảnh hưởng lớn lắm. Mà cái Đảng Cộng sản ở bên Pháp cũng là một cái, có một cái ảnh hưởng lớn trong cái chính giới của nước Pháp. Mà chúng ta phải nhớ rằng thì là cái Đảng Cộng sản Việt Nam và cái miền Bắc Việt cũng dựa vào cái Đảng Cộng sản Pháp nhiều trong cái cuộc mà gọi là điều đình ở Ba Lê, dựa vào cái thế của Đảng Cộng sản Pháp, mà nghĩa là có những cái lời tuyên truyền từ phía tả mà rửa đi. Tôi còn nhớ là tôi có tiếp xúc rất nhiều với những người đại diện của tờ báo Le Monde này chẳng hạn. Tờ báo Le Monde là một tờ báo nghĩa là khuynh tả, nhưng mà cũng là gọi là có thể nói là trung tả thôi chứ không phải là cực tả. Thì tôi nói chuyện với họ thì tôi thấy ngay là họ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái phong trào từ cái miền Liên bang Xô Viết đi sang tới. Rồi người ta thấy những cái nhà trí thức Pháp, những nhà trí thức lớn như là Jean Paul Sartre hay là André Gide, và những nhà báo như Jean Lacouture chẳng hạn. Tất cả những người đó là những người khi mà tôi gặp đều là có những cái tư tưởng thân về cái phía tả cả. Và mình phải nhớ rằng thì là mãi đến về sau, những cái ông Jean Paul Sartre hay là ông André Gide hay là ông Jean Lacouture, sau khi nhìn thấy sự thực của trận chiến tranh Việt Nam rồi, nhiều năm về sau mới quay đầu lại mới nhận định rằng thì quả họ có thiên về phía tả quá đáng, mà họ có nhiều những cái nhận định sai lầm về trận chiến tranh Việt Nam. Thành thử ra cái phong trào phản chiến mà mình vừa mới đề cập tới đó, trước hết là ở Hoa Kỳ, thì vì cái hoàn cảnh đặc biệt của những người dân Hoa Kỳ, những bà mẹ, những ông bố, những người vợ có chồng ở trong quân đội Việt Nam, có con ở trong quân đội Việt Nam, thì cái đó là một cái lẽ tự nhiên. Nhưng mà đồng thời với những cái hiện tượng đó
thì là cả một cái hiện tượng, nó bao gồm cả những cái biến đổi trong các xã hội tân tiến vào cái thời đó, kể cả nước Mỹ, kể cả nước Pháp hay kể cả nhiều nước khác nữa. Thành ra là một cái phong trào mà gọi là phong trào phản chiến như vậy. Cộng vào những cái yếu tố mà tôi vừa mới trình bày ấy, thì cái giới truyền thông quốc tế, mà đặc biệt cái giới truyền thông của Hoa Kỳ, dĩ nhiên họ thuộc về những cái khu, những người mà chúng ta gọi là, nếu mà không thiên tả hoàn toàn nữa thì cũng hơi thiên tả một chút. Vì vậy cho nên cái thái độ của gọi là báo chí các nước trên thế giới và đặc biệt giới truyền thông của Hoa Kỳ đã có những cái khuynh hướng thiên tả nhiều rồi. Và khi mà nói đến trận Việt Nam thì chống đối cái chiến tranh rất nhiều. Và vì vậy cho nên cái phong trào phản chiến ở Hoa Kỳ đã đành rồi, nhưng mà nó nhập vào cái phong trào phản chiến chung ở trên thế giới, phản đối cái tình trạng xã hội ở những nước đó ấy, nó tạo lên một cái phong trào lớn ở trên thế giới, rất có lợi cho Đảng Cộng sản. Và vì vậy đó, họ lợi dụng cái tình thế đó mà họ có thể nói rằng thì là họ đưa ra những cái luận điệu tuyên truyền chống miền Nam Việt Nam. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Phần 6 phim tài liệu Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam qua cái nhìn của nhà ngoại giao từ năm 1965 đến năm 1975, dựa vào các cuộc phỏng vấn với cựu đại sứ Bùi Diễm, sẽ được phát hình tiếp vào tối mai, thứ Tư, 10 tháng 3, 2021. Xin mời quý vị nhớ đón xem. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai.